Nhận định bóng đá Hà Nội với Bình Dương. 19h15 phút ngày 23 tháng 1, vòng 2 V-League 2021. Thất bại 0-3 trước Nam Định ở ngày ra quân khiến Hà Nội phải căng mình trong trận đấu với Bình Dương. Rất có thể Quang Hải cùng các đồng đội sẽ dội cơn mua bàn thắng lên đội khách. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay từ vạch xuất phát mùa giải 2021, Hà Nội đã đối mặt với tình trạng sứt mẻ lực lượng giống như truyền thống các năm gần đây. Việc tiền vệ Hùng Dũng bị lật cổ chân ở trận gặp Nam Định đã khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm phải vá tuyến giữa bằng phương án khác. Trong khi đó ở tuyến dưới, Thành Trung và Duy Mạnh chưa có thể trạng tốt nhất buộc Hà Nội phải xoay chuyển qua phương án Việt Anh Đình Trọng. Tất nhiên Hà Nội có chiều sâu lực lượng, nhưng nếu có đội hình mạnh nhất thì sức mạnh của họ sẽ vô cùng khủng khiếp. Thất bại ở ngày ra quân đã chạm vào lòng tự ái của giải Ngân Hà Hà Nội nên đương nhiên lúc này, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ phải quên ngay thất bại đậm trước Nam Định để có sự tập trung cao nhất cho trận đấu với Bình Dương. Được đá trên sân nhà trên thảm cỏ hàng đây quen thuộc sẽ cho phép Hà Nội thi triển lối đá sở trường phối hợp nhỏ và quan trọng hơn họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh bởi lực lượng hùng hậu khán giả nhà. Trận trước, do gặp nhiều khó khăn bởi mặt cỏ sân Thiên Trường, Hà Nội đã không thể phát huy sở trường từ lối chơi của mình nên đã nhận thất bại đau đớn. Trong khi đó, Bình Dương đã có sự khởi đầu khá thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa. Việc có được trọn vẹn 3 điểm chính là bệ phóng tốt cho đội bóng đất thủ bước vào mùa giải với rất nhiều sự đổi thay của mình. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã chính thức dẫn dắt đội bóng và trong trận đối đầu với Hà Nội, ông Hùng sẽ quay lại nơi đã nâng bước cho sự nghiệp của mình. Gặp lại đội bóng thủ Hà Nội, đương nhiên ông Hùng sẽ áp dụng những am hiểu từ cách chơi của đội bóng thủ đô vào việc bày binh bố trận giúp Bình Dương hạn chế sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, Hà Nội có quá nhiều điểm nổ trên hàng công nên sẽ thật khó để bắt bài được cách vận hành tấn công của đội chủ nhà. Bình Dương khó cản bước được Hà Nội và một chiến thắng thậm chí là thắng đậm là điều không quá bất ngờ với đội bóng chủ sân hàng đấy. Dự đoán Hà Nội với VBIN Hát Dương 3-1.